À, buổi trưa cô chú anh chị ơi, bữa nay là có một cái tin rất là vui ha. Chú Hành lâu ngày là bây giờ là đi vào để viếng chú Vũ Linh nè, thắp hương cho chú nè. Đang chuẩn bị lắp chú mộ á. Dạ. Đó, đẹp á. Đưa cái đèn đó chú Hành. Lâu quá mới thấy chú Hành nè. Rồi một năm mấy rồi mới thấy chú Hành nè. Bữa nay chú Hành với gia đình chú Hành là khỏe không chú Hành? Năm mấy rồi khỏe. Lâu lâu bao lâu rồi thấy chú không cao chút nào chú. Thì có thúc tách có nhiêu đó thôi. Giống con vậy à? Bà ông bà cũng bảo sao kêu vậy thôi. Hay là chú về quê hả chú? Về quê. Về quê vợ Bắc Giang. Quê vợ Bắc Giang. Cũng vợ cũng tên là Lê Thị Huệ, cũng cải lương là Thanh Kim Huệ đó. Ủa rồi bây giờ là chú vô đây rồi bà xã chú có vô không? Ở ngoài đó luôn. Cùng ngoài quê luôn. Dạ. Dạ. Rồi chừng nào là chú về đó lại? Thì chưa biết được để sắp xếp ông anh bị tai biến như thế nào tới đâu tới vô biết được. Dạ, bây giờ chú thắp hương cho chú Vũ Linh. Dạ. Quay về một cậu năm cũng đốt hương vừa rồi cũng có ghé đây. 5 giờ chiều cũng mắc mưa thì cũng có tới đây cũng đốt cho cậu thì cũng giờ nay trưa cũng đốt cho cậu năm mắc ba hương trên cái bà lại. Đi đâu đi cũng quay cũng cho về cho mộ của cậu Năm. Ừ, đi đâu bán cá trong quê riêng. Ừ, Thành xúc động luôn kìa, muốn khóc luôn kìa. Chú Thành muốn khóc luôn, coi chú chị. Cũng mấy tháng rồi, mấy tháng rồi. Không cái nào không bà ơi. Bệnh nó không có hả? Khỏe luôn. Vậy năm. Không khóc rồi. Cả năm rồi đúng không chú Hành? Mấy tháng hả? Năm rồi. Năm luôn kìa. Năm rồi hả? Mắt luôn kìa. Chú Hành. Ê, chạy đổ mồ hôi. Đổ mồ hôi hả? Đổ mồ hôi. Chú lại mộ cái đi, chú lại mộ cho anh em chụp tấm hình đi đi. Lợn mộ lâu ngày mới về để viếng chú Vũ Linh nè, thăm mộ chú nè. Chú Hành. Ok. Quá đẹp chú ơi. Thấy chú không biết là sau một năm trời mà chú về mộ chú Vũ Linh, chú thấy có cái gì khác thay đổi gì không chú? Có khác thay đổi mấy cái chỗ bông. Dạ. Mấy cái đồ bông những cái như này vẫn còn, thay đổi là những cái này là lạ thôi. Dạ. Còn những mấy ngày thường cũng như thường thôi. Hôm nay quay về có thấy vui không chú Thành? Thì cũng thấy về đây cũng gì tới đây về xe gì để tới đây rồi vui mừng lắm. Dạ. Có ngày nằm viết cái giường đâu luôn chỉ mộ chú về hồi nào chú? Vì năm kia. Dạ, mình vô trong cái dầu này cho nó mát đi chứ. Mát chú ơi. Kia rồi tôi ghé đây rồi gặp trời mưa. Vô đốt cho nhang lúc 5 giờ chiều ở đây. Dạ. Ở đây dọn dẹp hết rồi. Dạ. Vậy thôi. Dạ. Đi vòng dạ. 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 Chú đi một vòng để tham quan những cô chú nghệ sĩ xung quanh cô chú anh chị. À, hôm nay thì bác em cũng cơm trưa. Bữa nay là có chú Hành vô ha, vô ngay chỗ mà mới vừa cúng cơm cho chú xong nè. Mới vừa cúng. Ai cúng trái cây vậy? Anh Biên. Của cái anh hay cái lọ hoa của em có hoa đẹp anh không? Anh YouTube lạ. Hả? Cái lọ hoa đã đẹp không? Đẹp. Nói không làm YouTube. Không có làm hả? Tên Sáng hả? Tên Sáng chứ không có làm YouTube. À vậy mà nãy mình hỏi anh giống như làm YouTube. Mình có quay không? Hỏi em. Quay máy đứng một tí vậy thôi, hỏi cái nói không có làm YouTube. Vậy anh làm TikTok rồi. Chắc làm TikTok rồi. Đúng rồi. Trời ơi, phát hiện một hai cọc tiền luôn kìa. Hai cọc tiền đó. Cọc tiền 50 ngàn với 100 ngàn. Đó ảnh cúng luôn không chị? Chứ trái cây à. Mà thấy em hai ảnh nhìn á. Mà buổi trưa có hai cây dù thì cũng mát quá ha. Chú mát. Cây dù mát không? Cái nón bảo hiểm của anh hay gì đó. Chắc của anh. À hiện tiên cầm anh thắp hương thắp cho chú có điếu thuốc rồi. Giờ hai anh về hả? Anh đi chạy gõ tí thi chờ chút để chiều. À gõ tí thi. Dạ, gõ tí thi. Dạ rồi, chào anh, chúc hai anh giữ sức khỏe nha. Hai anh hiền quá ha. Dễ thương quá. Dạ. Sao anh biết anh không? Anh nói cái câu nó mà suy nghĩ lại sao
nó lạ lạ con cự. Anh bên mà khen ai hiền dễ thương rồi thấy. Hết bữa nay đốt điếu thuốc cho chú buổi trưa này coi chú anh chị. Đổ cho mau lành bệnh. À, đang đi cặp chú hộ cho hết mau khỏe nha. Mộ của chú mà thiếu 15 mét là rất là buồn nha cô chú anh chị. Thiếu 15 mét thì có 16 mét gấp. Quá nắng cô chú anh chị ơi. Nắng quá bà con ơi. Sớm vô trong dù là chị cho mát chị. Tính ra bữa nay là mộ chú qua nay là về mấy anh em thấy cũng vui ha. À, hôm nay anh Minh cũng về nè. À, anh Nam rồi hôm qua là anh Áo Vàng cũng về rồi. Anh Áo Vàng về rồi. Chị Bích về. Chị Bích về. Rồi ớt cũng về. Chạy bữa đó anh Niêu về. Không anh Niêu chắc khó về lắm. Anh đang quay ngoài đó. Ấy ai cũng hai chai nước mà. Đi anh nói đâu chị, mai anh vô sao? Hả? Cầm em gỡ hai cái này chung. Nước tiền với trái cây ha. Ê, hồi nó cúng tiền xong á chị xin chú tiền em dẫn chị đi mua điện thoại nha. Trời ơi. Được không chị? Nhiêu đó đủ điện thoại rồi. Không. Dư. Nhiêu đó không đủ đâu. Đủ không? Lỡ mua cái nào tốt tí xíu luôn đi. À, không anh nếu mà anh cọc đó cọc 200 hoặc cọc 500 là dư rồi. Nó 50 với cọc giấy 100 à. Không đủ điện thoại rồi. Không, hai cọc. Ồ, cái hoa ly này đẹp ghê trời. Bữa như là chân chung với cái bông ngày qua luôn á. Nè, hoa ly này nè, bữa nay nở bung ra luôn rồi nè. Bông hồng cũng đẹp vậy. Bông hồng. Bông hồng bữa nay cũng nở đẹp luôn. Cái bông hồng kia là chiều nay mới trổ ra hết. Không biết sao, với lại có hai cây dù á, nó mát. Nhưng mà sao chị, mà nó mát chị vẫn thích, em mua cái bông hồng này chị vẫn thích nha, nó màu trắng nó có cái viền giống như viền. Cái viền đậm thôi. Đẹp. Hồi sáng á đồ mua cái hoa hồng nhiều màu, nó có nhiều màu lắm. Người ta bó một bó đó. Xong rồi em nói thôi mua một màu đi. Nó có cái gì tính ra nay lâu rồi mới thấy chú Thành quay trở về. Đây, năm trời của chú anh chị từ Bắc Giang mà về thì cũng hơi xa. Nói chung là cái này hình như khẩu trang của cái anh đó. Dạ anh đi chưa có ráp màu chiếu lên đó. Anh đi về anh phục vụ rất là nhiều việc cùng mình bỏ đi mấy đẹp. Lúc mà chú vắng lâu á mình cứ nhắc biết sao chú Thành nó không thấy vào nữa đó thì nãy chú cũng có chia sẻ là chú về chăm sóc là ông anh gì đó bị tai biến anh thứ hai ở Hà Giang Cao Bằng thì rất là xa ở trong ngoài miền Bắc á, của quê vợ á, đó cho nên là chú cũng mới vào đây cách đây hai hôm thôi thì chứ bữa là chú vào chị. Chú buổi trưa ha rất là vui luôn á cho nên là ở một chú anh em quay trở về người ta đi cái video của Hiện Tiên xin khép lại chút cô chú anh chị đang xem kênh có buổi nha. Chưa tốt lành thì đừng quên đăng ký kênh cũng như là like để Hiện Tiên luôn đồng hành cô chú anh chị trong những cái video sau nha.